Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu này. Trước tiên là về tác giả Nguyễn Tuân. Bản thân chúng mình thấy rằng là đây là một trong những tác giả mà chị phải dùng một cái cụm từ, một cái từ khóa. Đó chính là một tác giả rất là đặc biệt. Được không ạ? Một tác giả cực kỳ đặc biệt. Tại sao lại gọi Nguyễn Tuân là một tác giả đặc biệt? Bởi vì dường như trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Nguyễn Tuân hình như chẳng có lẫn vào bất cứ một người nghệ sĩ nào cả, mà ông ấy cũng đã từng đưa ra một cái gọi là tuyên ngôn đại ý rằng là lòng kiêu hãnh thì đã xui khiến ta chỉ chơi một lối độc tấu trong văn chương. Nói đến đây thì các bạn cũng đã hiểu được rằng là đây là một người nghệ sĩ mà giống như kiểu là trong cả cái phong cách sống của ông ấy hay là trong sự nghiệp cầm bút của ông ấy, viết về những cái gì ạ? À, viết về những cái đối tượng, những cái hình tượng nghệ thuật, thì Nguyễn Tuân luôn luôn tìm kiếm ở trong đó là sự độc đáo. Được không nào? Nhá, là sự độc đáo. Ok chưa ạ? Hãy chú ý giúp cho chị này. Ở đây chúng mình sẽ thấy nhá. Ở đây chúng mình sẽ thấy. Được không ạ? Nhắc đến Nguyễn Tuân, chúng mình sẽ nhớ tới những cái cụm từ đó chính là gì ạ? Đó chính là tài hoa, uyên bác, ngông nghênh. Tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Ok chưa ạ? Tài hoa, uyên bác, ngông nghênh và kiêu bạc. Được chưa nào? Hãy chú ý giúp chị nhá. Đây là một người nghệ sĩ mà nếu như nói về cái quá trình sáng tác thì chúng mình sẽ phải nhớ tới cái cụm từ này ạ. Đó chính là cả cuộc đời của ông là đi săn tìm cái đẹp. Và cái đẹp ấy được phân chia ra thành hai cái quá trình sáng tác vô cùng rõ ràng của người nghệ sĩ này. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Bản thân Nguyễn Tuân tập trung viết về những cái vẻ đẹp của quá khứ, viết về đời sống trụy lạc, viết về hình ảnh những con người tài hoa bất đắc chí. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà nhận thức được cái ánh sáng của cách mạng thì Nguyễn Tuân đã nguyện đem cái ngòi bút của mình để phục vụ tận lực cho sự nghiệp cách mạng lúc bấy giờ. Và bây giờ thì dường như cái đẹp ở trong ông đã hòa nhập với cuộc đời hơn. Cái đẹp trong ông đã gì ạ? Đã hòa nhập với cuộc đời hơn. Và chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Đó là cái đẹp của hiện tại. Và hai trong số những cái đẹp hiện tại mà chúng mình nhìn thấy trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, đó chính là một, hình tượng sông Đà. Và thứ hai, đó chính là hình tượng người lái đò sông Đà. Ok chưa ạ? Đây chính là hai cái hình tượng mà nói như Nguyễn Tuân thì hình tượng sông Đà ở đây chính là chất vàng của thiên nhiên Tây Bắc. Còn hình tượng người lái đò sông Đà ở đây lại là chất vàng 10 khi nói về con người nơi đây. Và đó có lẽ cũng chính là hình ảnh mang vẻ đẹp của những con người lao động trong thời kỳ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Được không ạ? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp chị nhá. Thêm vào đó thì chúng mình cũng nhớ tới Nguyễn Tuân với hình ảnh của một người nghệ sĩ góp cái công rất là lớn trong việc phát triển những cái ngôn ngữ văn học mới mẻ, sáng tạo. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy rằng đây là một người nghệ sĩ mà có những cái đặc điểm rất là riêng trong lối sống của ông ấy. Ông là một người cực kỳ sành ăn. Và đối với Nguyễn Tuân ấy, thì đã viết là phải viết đến tận cùng của cái đẹp. Và ông ấy được mệnh danh là nhà văn của núi cao, của vực sâu, của thác dữ và của những phong cảnh tuyệt mỹ. Đó là những thông tin chính về nhà văn Nguyễn Tuân. Thật ra là vẫn còn nhiều những thông tin khác lắm nhá. Nhưng mà thôi, tạm thời nắm như thế đã nhá. Ok chưa nào? Hoàn cảnh sáng tác chị sẽ không nhắc nhớ nữa. Các bạn nhớ cho chị hai mốc thời gian 1958 và 1960 nhá. Được không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái phần trọng tâm. Đó chính là về hai cái hình tượng này. Các bạn ơi, ngày hôm nay chia sẻ cùng với nhau về hình tượng.
người lái đò. Sông Đà nhé. Được không ạ? Ngày hôm nay chia sẻ cùng với nhau về hình tượng người lái đò sông Đà nhé. Các bạn ơi, các bạn có thể thấy này, đó chính là khi mà chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu về một cái hình tượng nào đó thì có phải ngay lập tức chúng ta sẽ vào phân tích không ạ? À, rất xin lỗi các bạn khi mà phải nói với các bạn rằng là nếu như mà các bạn đang gọi là cố gắng hết sức, giống như kiểu là các bạn đang cố gắng hết sức cho cái việc là viết về ông lái đò sông Đà và lao một phát vào là nói về cái gì ạ? Nói về Thạch Thủy trận các thứ ngay và luôn ấy, thì chị muốn là các bạn sẽ xem lại cái phần đó giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ xem lại cái phần đó giúp cho chị. Chúng ta có thể thấy này, ngay từ cái lời đề từ trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, chúng ta đã thấy được thứ nhất, trong lời thơ của Nguyễn Quang Bích, Trúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu, ta đã thấy được một cái cá tính riêng biệt và vô cùng độc đáo của dòng sông Đà. Hãy nhớ giúp chị nhé, lời đề từ đầu tiên ạ. Lời đề từ đầu tiên, Trúng thủy giai đông tàu, Đà giang độc bắc lưu, mọi con sông thì đều chảy theo hướng đông, riêng chỉ có sông Đà là đổ về hướng bắc. Chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Đây là một cái hình tượng con sông cực kỳ độc đáo. Và phải thừa nhận một điều rằng Nguyễn Tuân vốn dĩ là nhà văn của sự độc đáo, thế nên ông ấy đã tìm đến với dòng sông Đà giống như đang tìm thấy được bản ngã của chính mình. Một cái ngông nghênh kiêu bạc, một cái tài hoa uyên bác mà dường như chúng ta chỉ có thể nhìn thấy ở nhà văn này mà thôi. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp chị nhé. Tiếp tục này, chúng ta có ở đây tiếp tục là một cái lời đề từ. Lời đề từ số 2, Trúng thủy giai đông. Lời đề từ số 2, đẹp vậy thay tiếng hát trên dòng sông. Đây là lời đề từ thể hiện một cái cảm hứng ngợi ca. Và cái ngợi ca ở đây chính là ngợi ca về vẻ đẹp của những con người lao động. Được không ạ? À? Vừa quả cảm, vừa kiên cường, vừa anh dũng, vừa mưu trí, thế nhưng cũng hết sức bình dị và đời thường. Được không ạ? À? Chúng ta có thể thấy rằng là, à, chúng ta có thể thấy rằng chỉ với hai cái lời đề từ đầu tiên thì kể cả dòng sông Đà và kể cả người lái đò sông Đà đã tôn vinh lẫn nhau và hài hòa lẫn nhau. Đúng không ạ? À? À, con sông Đà làm nền cho con người và con người cũng đồng thời phát giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vẻ đẹp của con sông này. Hãy chú ý giúp chị nhé. Vậy thì khi viết về hình tượng người lái đò sông Đà thì cái cảm hứng mà chúng mình có ở đây đó chính là cảm hứng gì nhở? Đó chính là cảm hứng ngợi ca. Được không ạ? À? Các bạn ơi, chú ý giúp chị nhé. Các bạn có nắm được phần này không? Các bạn có nắm được phần này không? Hãy nhớ giúp chị nhé. Đó chính là cảm hứng ngợi ca. Ok chưa ạ? Xong nhá, xong phần đầu tiên. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định một cái điều đầu tiên, đó là với cái lời đề từ mà chúng mình nhận được ngay từ đầu cái tùy bút này thì chúng ta đã hiểu được rằng là nhà văn Nguyễn Tuân đang viết về người lái đò sông Đà bằng cái cảm xúc như thế nào, bằng cái tinh thần như thế nào nhá. Rồi, khi tìm hiểu về một hình tượng, trước tiên chúng ta sẽ phải cùng với nhau giới thiệu cái hình tượng đó, hay nói cách khác là đưa ra những cái thông tin về hình tượng này. Là người ở Lai Châu. Đúng rồi ạ. Bao nhiêu tuổi nhỉ? 70 tuổi. Nào, hình ảnh người lái đò sông Đà. Rồi, ông làm nghề gì nhỉ? Ông làm nghề lái đò. Được không ạ? Ông làm nghề lái đò trên sông Đà. Và ông đã xuôi đã ngược trên sông Đà khoảng độ 100 lần. Và trong 100 lần ấy thì có tới 60 lần ông gì ạ? À, có tới 60 lần ông giữ lái. Được không ạ? Chính tay ông giữ lái. Được chưa nào? Rồi tiếp tục, chúng ta nói đến gì ạ? Chúng ta nói đến ngoại hình nè. Ngoại hình của nhân vật. Một ông lão 70 tuổi có mái tóc bạc phơ. Được không ạ? Ám ảnh luôn chị ạ.
mái tóc bạc phơ. Được không ạ? Có mái tóc bạc phơ, đầu bạc quắc thước đặt trên một thân hình cao to gọn quánh. Thân hình cao to gọn quánh. Thân hình cao to gọn quánh những chất sừng chất mun. Những chất sừng chất mun. Những chất sừng chất mun và hai cánh tay trẻ tráng. Và hai cánh tay trẻ tráng. Các bạn ơi, những cái phần này ấy là bắt buộc các bạn phải nắm được ngữ liệu của văn bản. Hay nói cách khác, đây chính là cái phần mà tức là chúng ta sẽ khai thác dẫn chứng ở trong cái phần văn bản này. Thật ra khi mà học về phân tích cảm nhận văn xuôi ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng mình khai thác ngữ liệu là cực kỳ quan trọng. Kể cả là trong việc phân tích, kể cả đối với thơ hay đối với văn xuôi, thì cái mà chúng mình nắm bắt duy nhất, cái chúng mình phải nắm bắt chặt nhất, đó chính là gì ạ? À, đó chính là cái phần ngữ liệu được cung cấp nhá. Tất cả mọi thứ chúng ta phải bám sát vào văn bản, chứ không phải là chúng ta nói trời nói bể được. Được không nào? Rồi tiếp tục này. Chúng ta sẽ có nhãn giới của ông cao vời vợi. Nhãn giới cao vời vợi. Ok ạ, à, chị thấy ở đây là các bạn rất nhớ luôn. Và chị rất vui về điều này. Cố gắng lên nhá các em nhá. Rồi tiếp tục ạ. À. Tiếng nói ào ào như thác nước mặt gành. Tiếng nói ào ào như thác nước mặt gành. Được không ạ? Tiếp tục này. Hai chân khuỳnh khuỳnh như lúc nào cũng kẹp chặt một cái cuống lái trong tưởng tượng. Hai chân khuỳnh khuỳnh. Khuỳnh khuỳnh như đang kẹp chặt một cuống lái. Như kẹp chặt một cuống lái trong tưởng tượng. Một cuống lái trong tưởng tượng. Ok chưa ạ? Và gì nhở? À, tay ông thì dài lêu nghêu. Tay ông dài lêu nghêu. Được không nào? Tay ông dài lêu nghêu. Được chưa ạ? Các bạn ơi, hãy chú ý này. Với tất cả những cái thông tin được Nguyễn Tuân cung cấp về người lái đò sông Đà, thì chúng ta có thể thấy rằng quả thực đây là một con người sinh ra để thuộc về sóng nước Đà Giang. Giữa cái hùng vĩ, hung bạo của con sông Đà quanh năm cứ làm mình làm mẩy với người dân Tây Bắc, thì bây giờ chúng ta thấy được rằng là gì ạ? À, có hình ảnh của một con người. Đây là một con người sinh ra từ sóng nước Đà Giang. Được chưa ạ? Chúng ta có thể thấy là gì ạ? À, chúng ta có thể thấy là với tất cả những cái ví dụ như là về mắt, về tầm nhìn này, về tiếng nói này, về chân này, về tay này, đúng không ạ? À, về thân hình này, tất cả những cái thứ này đều phù hợp với cái gì ạ? À, đều phù hợp với một con người quanh năm trèo đò xuôi ngược trên sông Đà. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Và quả thực là nếu như mà so với độ tuổi của ông lái đò sông Đà, ngoài một cái đầu bạc quắc thước ra, thì chúng ta thấy được đây là một cái vẻ đẹp của người lao động, đúng không ạ? Tức là đã 70 tuổi rồi, nhưng mà vẫn rất kiên nhẫn với cái công việc của mình, vẫn rất yêu công việc của mình. Được không ạ? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Hãy chú ý giúp cho chị. Được không nào? Các bạn ơi, đấy là những cái thông tin liên quan tới ông lái đò sông Đà. Đây mới là cái quan trọng. Phần quan trọng hơn của chúng mình, đó là nói về vẻ đẹp của ông lái đò sông Đà. Được không ạ? Vẻ đẹp của người lái đò sông Đà. Các bạn ơi, tập trung vào đây này. À, 2K3 bị nhớ giọng chị Hiên à. Cảm ơn các em nhá, cảm ơn các bạn. À, chị sẽ nói về hai cái vẻ đẹp của ông lái đò sông Đà bao gồm. Cái thứ nhất,
Đó chính là một cái vẻ đẹp can đảm, tài trí của ông lái đò sông Đà. Một nhỏ, vẻ đẹp can đảm và tài trí, được không ạ? Và cái vẻ đẹp thứ hai thì các bạn cũng đã biết rồi, đó chính là vẻ đẹp gì nhỉ? À, đó là cái vẻ đẹp của một người nghệ sĩ, tài hoa nghệ sĩ. Và thêm một cái vẻ đẹp nữa, đó chính là một cái vẻ đẹp rất là dung dị và đời thường, được không ạ? Nhưng mà trọng tâm ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn làm về can đảm và tài trí. Từ cái phần mà chị hướng dẫn này thì các em ơi, hãy chủ động để học những cái phần kiến thức còn lại trong Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp cho chị này, hãy chú ý giúp cho chị. Rồi, ở đây chúng mình sẽ có nhá, can đảm và tài trí sẽ được thể hiện qua, thứ nhất, phần dẫn chứng 1. Được không ạ? Có một cái câu mà Nguyễn Tuân viết như thế này: thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Chúng ta có thể thấy rằng là cái sự can đảm và tài trí này được thể hiện rõ nhất ở trong cái thạch thủy trận. Hay nói cách khác, chính là cái gì ạ? À, chính là cái cuộc vượt thác của ông lái đò. Một bên là con sông Đà với đá, với nước, với sóng, với gió, rất là hung bạo, mang một cái sức mạnh của tầm vóc thiên nhiên. Một bên là ông lái đò sông Đà bây giờ chỉ có con thuyền là chiến mã, mái chèo là thanh gươm, và một ông lái đò nhỏ bé đang lênh đênh trên sóng nước Đà Giang. Và chúng ta thấy được rằng là cái vẻ đẹp can đảm và tài trí được thể hiện rất rõ qua từng phần dẫn chứng khi nói về thạch thủy trận. Được không ạ? Hãy chú ý giúp chị nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có, đó là thạch trận dàn bày vừa xong. Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Thì cái thuyền vụt tới. Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Đây là câu đầu tiên để báo hiệu về cái cuộc giao chiến giữa một bên là đá, là nước sông Đà, với một bên là ông lái đò sông Đà. Và cái cụm từ mà chúng mình cần phải chú ý ở đây, đó chính là động từ vụt với hình ảnh của con thuyền. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là cái cảm giác tạo ra cho ta ở cái thời điểm này, đó chính là hình ảnh của một con ngựa, một con chiến mã với một cái tốc độ rất là nhanh, đang lao thẳng vào trận chiến, chở trên mình bây giờ là vị tướng quân, đang lao thẳng mình vào trận chiến. Đúng không ạ? Từ vụt ở đây cũng là một cái động từ thể hiện được một cái hành động rất là nhanh. Đây chính là phần phân tích dẫn chứng nhá. Trên này là dẫn chứng ạ. Được không nào? Còn đây sẽ là phân tích dẫn chứng này. Hãy nhớ giúp chị vừa nhắc với các bạn rồi. Đó là khi mà chúng mình phân tích văn xuôi ấy, thì các bạn vẫn hay có một cái thói quen, đó là chúng mình chỉ mới đề cập đến dẫn chứng thôi. Về thực tế là chúng mình chưa có gì ạ? Chưa có cái phần phân tích dẫn chứng. Mà các em phải hiểu rằng là gì ạ? À, các em phải hiểu rằng là cái phần phân tích dẫn chứng mới là quan trọng nhá. Mới là quan trọng. Rồi thì các bạn sẽ chú ý ở đây này. Đây là một cái hành động thể hiện rất là nhanh, rất là dứt khoát. Được không ạ? Cùng với một cái thái độ rất là quyết liệt. Được không nào? Và điều này thể hiện rằng người lái đò sông Đà, người lái đò sông Đà đã bước vào cuộc chiến, đã bước vào cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến sinh tử với đá, với nước sông Đà bằng một cái thái độ. Đó là thái độ như thế nào ạ? Có phải là bị động không? Có phải là tự nhiên đến cái chỗ đấy xong bắt đầu thấy thác thì xong bắt đầu kiểu bối rối không ạ? À không các bạn ơi, đây là một cái thái độ cực kỳ chủ động.
cực kỳ chủ động, được không ạ? À? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À? Dường như là ông lái đò sông Đà bây giờ, ông ấy biết được chuyện gì, biết được chuyện gì, biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Chúng ta phải nắm được một cái thông tin, đó là gì ạ? Đó là ông lái đò sông Đà thực sự rất hiểu về cái dòng sông này. Bởi vì là ông ấy đã xuôi đã ngược ở trên con sông này độ 100 lần rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng là có một cái hình ảnh so sánh mà Nguyễn Tuân đã đưa ra rằng là ông ấy hiểu cái dòng sông này giống như là ông ấy gì ạ? À, thuộc một cái bài, thuộc một cái bài văn, một cái bản thiên hùng ca mà gì ạ? À, mà ông ấy gọi là nhớ cả từng dấu chấm, nhớ cả từng dấu phẩy, nhớ cả dấu chấm than và kể cả những cái đoạn nào xuống dòng ông ấy còn nhớ cơ mà. Thế nên chúng ta thấy rằng là gì ạ? Bằng tất cả những cái trải nghiệm đó thì đối với người lái đò sông Đà thì bây giờ là cái thời điểm bắt đầu bước vào cái cuộc chiến sinh tử. Nhưng ông ấy lại bước vào cái cuộc chiến này bằng một cái thái độ cực kỳ chủ động. Dường như là người lái đò sông Đà đã biết được chuyện gì đang chờ đợi mình, điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, được không ạ? Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng bắt đầu cái cuộc chiến này với dẫn chứng đầu tiên, thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. Ta có thể khẳng định ông lái đò sông Đà mang trong mình một cái tinh thần hết sức chủ động khi bước vào cuộc chiến nhá. Khi bước vào cuộc chiến xong, được chưa nào? Chúng mình có thêm một cái dẫn chứng nữa nhé. Đây ạ, chúng mình sẽ có thêm một cái dẫn chứng nữa. Các bạn ơi, có lẽ là chị sẽ... Đây ạ, chúng ta sẽ có thêm một cái dẫn chứng nữa, được không ạ? Đó chính là bước vào cái thạch trận đầu tiên trước cái sự đe dọa của sóng, của nước, của đá trên sông Đà. Chúng nó cứ dội vào, chúng nó hò la vang dội lên để tạo ra một cái tinh thần kiểu giống như là ông lái đò sông Đà có thể sẽ cảm thấy rất lo lắng, nao núng, sợ hãi và có thể sẽ bị thất bại trước những cái chiến thuật âm mưu cực kỳ xảo quyệt của bọn đá nước sông Đà đã đề ra. Thế nhưng mà gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là gì? Chúng ta thấy rằng là ông lái đò sông Đà lại cực kỳ bình tĩnh. Đây ạ. Ông đò hai tay giữ mái chèo. Ông đò hai tay giữ mái chèo, khỏi bị hất lên. Khỏi bị hất lên. Khỏi bị hất lên, được không ạ? Khỏi bị hất lên, khỏi sóng trận địa phóng thẳng vào mình. Được không ạ? Trận địa. Trận địa phóng thẳng vào mình. Trận địa phóng thẳng vào mình. Ok chưa ạ? Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Các bạn hoàn toàn có thể thiết lập một cái bảng, ok không ạ? Đó là những cái dẫn chứng liên quan tới cái đối tượng đó, được không nào? Các bạn hoàn toàn có thể đưa ra những cái dẫn chứng liên quan tới cái đối tượng đấy. Thế xong bắt đầu kèm theo đó là mình sẽ có một cái phần phân tích dẫn chứng. Như chị đã nói rồi và khẳng định lại với các bạn rồi, đó là dù là phân tích văn xuôi hay là phân tích thơ thì chúng mình vẫn phải bám thật là sát vào ngữ liệu nhá. Chúng mình vẫn phải bám thật là sát vào ngữ liệu. Và cái ngữ liệu đó là cái thứ gọi là tiên quyết cho những cái phần phân tích bình luận của chúng ta. Thì ở đây chúng mình có một cái phần dẫn chứng tiếp theo. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái dẫn chứng để chúng ta đưa đến một cái khẳng định. Tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và nỗ lực của ông lái đò sông Đà, được không ạ? Các bạn sẽ thấy này, chúng ta sẽ có trong cái phần dẫn chứng này. Thứ nhất, hành động. Ông lái đò được Nguyễn Tuân miêu tả trong hành động hai tay giữ mái chèo. Hai tay giữ mái chèo. Có thể thấy rằng đây là cái thời điểm mà dường như là bọn đá, bọn sóng, bọn nước trên sông Đà nó đang đánh những cái miếng đòn hiểm độc tới tấp vào ông lái đò. Thế nhưng mà đứng trước tất cả những cái sự đe dọa từ mọi phía ấy, ông lái đò vẫn hai tay giữ chặt lấy mái chèo. Và đây là một cái hành động thể hiện cho sự nỗ lực.
thể hiện cho sự nỗ lực và quyết tâm. Thể hiện cho sự nỗ lực và quyết tâm. Hai bàn tay của ông đò nhất định không rời khỏi mái chèo. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng là gì? Chính cái mái chèo này, ông luôn coi nó là vũ khí. Vũ khí để giúp ông có thể vượt qua khỏi trận địa ba trùng vi trên thạch trận sông Đà. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là với cái hình ảnh này, hình ảnh ông lái đò hai tay giữ mái chèo thì đã thể hiện đó chính là đây là hình ảnh của con người lao động đang vững vàng trước làn sóng, trước những làn sóng tấn công, được không ạ? Thẳng vào mình. Trước những làn sóng tấn công thẳng vào mình, trước những cái miếng đòn hiểm độc của sóng nước trên sông Đà thẳng vào ông lái đò sông Đà, vào con thuyền, đúng không ạ? Và chính cái hình ảnh này cũng đã thể hiện cái gì nhỉ? Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Khi mà người đọc đọc đến cái chi tiết này, người đọc có thể tưởng tượng ra được cái dáng của ông lái đò sông Đà trên thuyền bây giờ là như thế nào. Có vẻ như là ông đang đứng thẳng ở trên thuyền, dùng gì ạ? Dồn tất cả mọi cái lực của mình vào đôi bàn tay và đôi chân. Và bây giờ thì gì ạ? Ông đang đứng thẳng, hai bàn tay nắm mái chèo và với một cái gương mặt cực kỳ quyết tâm. Trước những cái đòn đánh vô cùng mạnh của sông Đà thì ông lái đò đã thể hiện được cái tinh thần của mình. Đó chính là sự dũng cảm, là sự kiên cường, là ý chí quyết tâm vượt qua gì ạ? Vượt qua những cái trở ngại, những cái khó khăn mà sông Đà đang tạo ra. Được không nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn ơi, rất là tiếc là bởi vì là 22:30 thì chị lại có việc rồi. Thế nên là bây giờ chị chắc là chị sẽ phải tạm thời dừng lại cái phần phát trực tiếp tại đây. Các bạn sẽ dựa theo cái phần hướng dẫn của chị để các bạn phân tích những cái vẻ đẹp khác của ông lái đò sông Đà nhá. Đó chính là cái tính chất nghệ sĩ ở trong con người này. Và suy cho cùng, cuối cùng đó là gì ạ? Đó chính là cái vẻ đẹp rất là bình dị đời thường của ông lái đò sông Đà. Có lẽ chính vì cái lẽ ấy mà người ta nói rằng là ông lái đò sông Đà ở đây mang vẻ đẹp của cao nhân, đồng thời cũng là một tao nhân. Và hình ảnh ông lái đò sông Đà đã hiện ra trước mắt bạn đọc cực kỳ rõ nét thông qua cái cuộc chiến với sóng nước sông Đà, phải không ạ? Ở đây thì nhà văn đã dành cái sự ngợi ca, cái lòng ngưỡng mộ của mình cho vẻ đẹp của con người lao động trên sông Đà, đúng không ạ? Tôn vinh người lao động bằng việc lấy cái sự hùng vĩ hung bạo của con sông này để làm nền, khắc chạm những cái hình ảnh thể hiện sự quyết tâm, mưu trí, kiên cường, vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ của con người. Được không ạ? Và chúng ta thấy rằng ở đây rõ ràng Nguyễn Tuân đã phát hiện được những cái phi thường trong những cái rất bình thường. Ok không ạ? Các bạn ơi, hãy chú ý giúp chị nhá. Thì đây là một số những cái phần chia sẻ chị trao đổi với các bạn về một trong số những tác phẩm mà các bạn đang cực kỳ quan tâm ở trong ngày hôm nay. Chị hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các em và các bạn sẽ có những cái định hướng để có thể học thật là tốt về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá.